Xin chào quý vị và các bạn. Đây là bảng thông số hình học motor 30 kW, 40 ngựa, 40 HP, tốc độ 2.900 vòng một phút, có mã sản phẩm là 200L. Với mã sản phẩm 200L, xin mời quý vị hãy chú ý tới hình vẽ trên. Ở đây, tâm lỗ đế ngang trục ký hiệu là A bằng 318 mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tâm lỗ đế dọc trục ký hiệu là B bằng 305 mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Đường kính trục ký hiệu là D bằng 55 mm. Đường kính ngoài mặt bích ký hiệu là P bằng 400, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tương tự như vậy, quý vị có thể xem bất kỳ thông số nào mà mình mong muốn. Ví dụ như rãnh CAPEX bằng 16, tổng chiều cao thân bằng 505, tổng chiều dài thân bằng 770. Xin cảm ơn.